gần 60 học sinh nhập viện vì ngộ độc sau bữa ăn trưa tại trường. Sáng ngày 4 tháng 11, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã tiếp nhận mẫu thức ăn của trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Đắk Miêu về vụ việc 59 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa tại trường và phải nhập viện cấp cứu. Thông tin ban đầu, lúc 17 giờ 15 phút ngày 31 tháng 10, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Đắk Miêu tổ chức ăn trưa cho 225 học sinh. Đến khoảng 17 giờ 55 phút cùng ngày, một số em xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đau đầu. Sau khi được cấp cứu, đến ngày 1 tháng 11, tình hình sức khỏe của hầu hết học sinh đã ổn định. Hiện còn 17 em đang nằm điều trị. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã tiến hành lấy 10 mẫu thức ăn lưu của nhà trường để tìm nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc. Trước đó, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Đắk Nông đã có báo cáo nhanh vụ việc, đồng thời yêu cầu Trung tâm Y tế, các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến vụ ngộ độc nói trên và báo cáo kịp thời đầy đủ theo quy định. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trên kênh YouTube Tin 3 Phút.